xe anh ấy. Xuống xe. Về hãng gì đấy? Ba anh hỏi em lái xe bao lâu rồi? Nói to lên. Mày lái xe bao lâu rồi? À, biết mẹ mày, anh hỏi thật mày là mày lái xe bao lâu rồi? Tao thử đưa thuê tiền cho mày xem đít mẹ mày cầm nha, mày nghĩ mày trôi qua đây khu vực của tao. Mày biết lỗi của mày như nào chưa? Vâng ạ, em xin lỗi anh nhiều ạ. Đít mẹ mày, tao là cái loại nhào mà đi từ cầu Trương Dương về đến đây mày tính tao 38 km. Mày hỏi tao một đoạn mày lại hỏi còn bao nhiêu km á? Bố mày đít mẹ mày đẻ ra cái ngành này, tao dạy mày cách bắn cơ kiểu này. À đít mẹ mày nữa chứ, cái bê ý mày như nào? Tao thử mày, tao đưa cho mày tiền thừa, đít mẹ mày, tao còn hỏi mày thế là tao hỏi cái hãng của mày là đít mẹ lấy đắt gấp đôi hãng khác à? Mày bảo dạ vâng đắt hơn. Tắt cái đít bố mày, bố mày còn chủ mấy hãng taxi ở đây này. Đít mẹ mày nữa chứ. Thôi không ấy, nó làm gì? Tắt cái máy xe của nó đi. Mày nói nó bảo như nào cơ? Nó bảo là bạn bạn mà đưa cho nó tắt bạn đít mẹ nó mẹ. Tôi thử lòng nó, tôi bảo là thôi em cầm mấy 400, tôi bảo là hết bao tiền cứ cầm đấy, tao cho cầm mày, nhưng mà nó phải đúng. Đít mẹ này, cái hãng của mày là lấy bao tiền mà tao bảo là đít mẹ bao km? 20 cây. Mới tôi đi một đoạn tôi lại hỏi nó là thế là đấy là hãng gì mới đắt đấy. Đấy là tôi nói nhỏ cho nó. Lại bảo đít mẹ mày, lại bảo là anh ơi đi còn bao km nữa. Mình bảo là còn 12 km. 1500 này. Đít mẹ mày, có mấy cây mà mày lấy tao tận đít mẹ mày 400.000 mày nhìn tao gà thế à? Đít bà mày, đàn bà con gái mày, đít mẹ mày phải rõ ràng. Đây là cái bài học cho mày ấy, đít mẹ mày sao? Mày nhìn tao dễ nhá thế à? Mày nói với tao là kiểu cái gì? Mày nhìn tao dễ nhá thế à? Đít mẹ mày đi từ nhà tao đi vòng ra tận đường Gia Lâm mới xa bên đấy có 18 cây. Mà mày dã tao hết 38 cây, đít mẹ tao mù hay tao không biết đường xá nhỉ? 38 cây. Nó ra hết 38 cây, đít cái đít bố nó chứ. Từ đấy chưa đến 20 cây, 17-18 cây. Em xin lỗi hai anh. Xin lỗi đít mẹ, thì lần sau mày cứ đi gây án này mẹ xin lỗi thì đít mẹ, thì lần sau là bố hay mẹ tao thì mày tính sao? Thế mà nói là đít mẹ mày. Đít cụ mày về mình còn để im xem anh đưa tiền cho nó xong rồi xem nó thế nào mà nó vẫn còn cố nó đi. Tao hỏi mày là em ơi anh đưa cho tôi em biết là bao tính tiền? 8 cây đầu tôi tưởng là tính chênh lên. Đít mẹ mày, mày đưa tiền cho nó thừa nó cố ra đây cái đít mẹ. Thôi tao cho mày đấy, như lần sau đít mẹ mày nhìn người mà ăn nhá. Còn là cái loại cắt cơ cắt thiếc này bọn tao đít mẹ mày. Anh ơi em xin không là cái gì hiểu không? Thôi tao cho mày, đít mẹ mày bọn tao tiền thiếu nhiều đấy nhưng mà không thiếu cái tiền ba vại đâu. Con cho thêm nhưng mà cái gì phải đúng. Vất vả đít mẹ mày, mày ăn 64 người ta đít mẹ mày đổ xăng. Có đức một tí, có tâm có đức một tí hiểu không? Đít con mẹ mày, người ta đi bắt mày đi lái không à? Không phải mà bọn em biết là có cái lọ cái đít mẹ mày lọ mày 200 mày ăn của người ta 50 hoặc là cắt thêm khoảng 3-4 cây mày cắt phát tận 20 cây đít cụ mày tao điên à? Thôi không cho mày đít mẹ lần sau rút kinh nghiệm mày đít mẹ này. Không phải là đi đường đâu mà mày đít mẹ ai mày anh kiểu như đâu. Đít mẹ mày nữa.